thời gian vừa qua, xung đột giữa Palestine và Israel tại Gaza đã gây nên tranh cãi trên toàn cầu. Nhìn rộng hơn, vấn đề bạo lực leo thang tại đây chỉ là một trong chuỗi những xung đột diễn ra từ năm 1948, không chỉ giữa Palestine và Israel, mà còn giữa các nước Ả Rập lân cận ủng hộ Palestine với các nước phương Tây như Mỹ và Anh ủng hộ Israel. Có thể hiểu mâu thuẫn giữa hai quốc gia này như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết Chúng ta đang chứng kiến một cuộc diệt chủng ở Gaza của tác giả Bích Tảo nhé! Bạn lưu ý là để bài viết trung lập và khách quan hơn, Spyroom đã mạn phép lược bỏ một phần nội dung về 1. Liên hệ giữa chiến tranh Việt Nam với xung đột Gaza và 2. Kêu gọi độc lập và giải phóng cho Palestine. Nếu quan tâm, bạn có thể đọc đầy đủ bài viết ở phần mô tả nhé. Chuyện gì đang xảy ra ở Gaza? Vào ngày 7 tháng 10, Hamas, tức một nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine, đã phóng trực tiếp khoảng 3.000 tên lửa vào Israel một cách vô cớ và không bị khiêu khích. Đồng thời, khoảng 2.500 binh sĩ Hamas đã vượt rào để tấn công căn cứ quân sự Israel và giết người dân ở những vùng lân cận. Khoảng 1.400 người Israel đã bị giết và khoảng 200 người dân Israel đã bị bắt làm con tin ở Gaza. Một ngày sau đó, chính phủ Israel đã chính thức tuyên bố chiến tranh với Hamas. Chính phủ nước này đã và đang công kích vùng đất Gaza một cách kịch liệt với mục đích để tiêu diệt Hamas. Nhưng trớ trêu thay, 2 triệu dân thường Palestine đang sinh sống tại dải Gaza mới trở thành nạn nhân chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những hành động của Israel. Theo đó, Gaza đã bị thả khoảng 6.000 quả bom trong vòng 96 giờ, tương đương với số bom Mỹ thả trên Iraq trong giai đoạn 1 năm diễn ra chiến tranh Iraq. Điều này làm khoảng 3.500 người Palestine thiệt mạng, trong đó 70% là trẻ em, phụ nữ và người già, và khoảng 12.000 người bị thương tích. Hành động thả bom của Israel cũng làm cắt đứt hoàn toàn nguồn điện, nước, Internet và khí ga tại Gaza. Chưa hết, chính phủ Israel đã kêu gọi khoảng 1 triệu người di cư tị nạn từ miền Bắc Gaza tới Nam Gaza trong vòng 24 tiếng để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của Hamas. Nhưng chính Israel vẫn tiếp tục đánh bom phía Nam Gaza vì cho rằng có các dấu hiệu của quân Hamas. Chính phủ Israel cũng thả chất độc phốt pho trắng vào Gaza, một loại chất đã bị luật pháp quốc tế cấm sử dụng vào khu vực dân sự. Đây cũng là loại chất độc mà chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Vì bây giờ Gaza không có điện, nên người dân không thể nào dùng Internet để truyền thông, để liên lạc với cộng đồng quốc tế và cập nhật về những gì đang xảy ra. Những nhà báo là hy vọng duy nhất để thế giới ý thức được tội ác của Israel. Người dân Gaza giờ không có nơi nào để di cư vì ranh giới với Israel và Ai Cập đều đã bị đóng. Họ cũng không còn nguồn điện, nước và thức ăn để tiếp tục duy trì sự sống. Vốn dĩ đã được mệnh danh là nhà tù ngoài trời, nay tình trạng của Gaza còn tàn khốc hơn. Hiện giờ, đa phần truyền thông phương Tây đang đứng về phía của Israel, đồng thời lên án những hành động của Hamas là mang tính khủng bố thay vì kháng chiến, và Hamas là một tổ chức khủng bố tách rời khỏi người dân Palestine thay vì là một phần tử đại diện của người dân. Một điển hình cụ thể là Tổng thống Joe Biden bịa ra chuyện mình thấy những thước phim của 40 đứa bé người Israel bị chặt đầu bởi Hamas để biện hộ cho chiến lược tàn sát dân thường của Israel. Hiện nay, những nền tảng như Meta, bao gồm Facebook, Instagram và Threads, đều đang chặn các tài khoản truyền thông nào cập nhật và phân tích tình hình đang diễn ra ở Gaza theo hướng bất lợi cho Israel. Về phía người dân Palestine, sau hành động của Hamas, đa phần các tổ chức chính trị đại diện cho người dân đều đồng loạt kêu gọi tăng cường sự kháng chiến trên mọi mặt trận với một mục tiêu chính, kết thúc sự chiếm đóng của Israel trên đất Palestine. Kể cả những tổ chức xã hội dân sự của Palestine cũng cho rằng trách nhiệm của những diễn biến bạo lực vừa qua là thuộc về chính phủ Israel. Tuy gọi tên hành động vừa rồi của Hamas là bạo động là không sai, nhưng gọi những hành động này là vô cớ và không bị khiêu khích cũng không hoàn toàn đúng. Ta nên nhớ rằng gốc rễ của bạo động là sự đàn áp. Chúng ta cần phải lùi lại để nhìn bức tranh tổng quát, hiểu bối cảnh lịch sử, từ đó nhận thức được rằng chiến dịch diệt chủng của chính phủ Israel với người dân Palestine được hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp bởi phương Tây, vốn đã bắt đầu từ sau Thế chiến thứ nhất. Lịch sử hình thành Israel. Đã 75 năm kể từ khi chính phủ Israel di dời cưỡng bức người Palestine khỏi nhà của họ bằng nhiều hình thức bạo động có chủ đích khác nhau để sáng lập nền quốc gia Israel. Chiến dịch thành lập nền nhà nước Israel bắt nguồn từ sau Thế chiến thứ nhất. Lúc đấy, vùng đất Palestine, vốn là một vùng đất cư ngụ của các nhóm người Palestine theo Hồi giáo, Do Thái và Công giáo, vẫn đang được giám hộ bởi đế quốc Anh.
Sở dĩ Đế quốc Anh muốn cai quản khu vực này là vì họ muốn sở hữu Ai Cập và kênh đào Suez, một kênh giao thông giữa biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á và châu Âu. Với sự giám hộ đó, chính phủ Anh có thể củng cố chính sách đế quốc để tăng cường sức mạnh kinh tế của mình. Lúc bấy giờ, người Do Thái mới di cư đến sống ở Palestine, chỉ chiếm khoảng 1% tới 2% dân số. Nhưng Đế quốc Anh đã xem họ như một cơ hội để thực hiện hóa chiến lược kiểm soát Palestine. Người Do Thái vốn là một nhóm người không có quốc tịch rải rác khắp châu Âu, được kết nối bởi những giá trị văn hóa, những tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của đạo Do Thái. Việc người Do Thái đã giết Chúa Giê-xu hoặc việc họ không chấp nhận Giê-xu là đấng cứu thế như được tiên đoán trong Kinh Thánh Cựu Ước đã khiến những lãnh đạo của đế chế La Mã và Kitô giáo e ngại. Điều này hẳn là lý do chính khiến người Do Thái bị kỳ thị về mặt xã hội, chính trị và kinh tế một cách có hệ thống trên khắp các quốc gia theo Kitô giáo trong suốt nhiều thế hệ. Sau hàng ngàn năm, sự thù ghét người Do Thái vì lý do tôn giáo dần biến đổi thành một hệ tư tưởng mang tính sinh học, chủ nghĩa bài Do Thái. Chủ nghĩa này tin rằng người Do Thái là một chủng tộc hạ cấp, với mối nguy hại là làm ô uế sự tinh khiết của chủng tộc khác. Biểu hiện đỉnh điểm của chủ nghĩa bài Do Thái là nạn diệt chủng Holocaust, một cuộc diệt chủng của Đức cùng bè phái dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái trỗi dậy khắp châu Âu ở cuối thế kỷ 19, một nhóm người Do Thái đã thành lập và phát triển chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionism, một chủ nghĩa cho rằng để thoát khỏi chủ nghĩa bài Do Thái, Anti-Semitism, thì người Do Thái cần một quốc gia riêng. Đó chính là vùng đất Palestine, nơi khởi nguồn của Do Thái giáo. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái này dần trở thành một phong trào được nhiều người trong chính phủ Anh ủng hộ. Một trong những lý do lớn mà nhiều chính trị gia Anh ủng hộ Zionism là vì bản thân họ cũng kỳ thị người Do Thái. Và đây là một cái cớ để đẩy người Do Thái ra khỏi Anh. Một lý do khác nữa là họ muốn có một quốc gia ở Trung Đông để duy trì, củng cố và lan tỏa chính sách đế quốc nhằm đảm bảo lợi ích chính trị, kinh tế và quân sự của nước mình. Đối với nhiều chính trị gia Anh, ủng hộ phong trào phục quốc Do Thái là một mũi tên trúng hai con chim. Với bản tuyên bố Balfour vào năm 1947, chính phủ Anh đã chính thức hóa với những lãnh đạo của phong trào Zionist là sẽ giúp họ thiết lập một quốc gia ở Palestine, ngôi nhà truyền thuyết của người Do Thái trong Kinh Thánh. Trong quá trình này, họ không hề tham khảo ý kiến của người Palestine bản địa. Trong 30 năm này, Palestine vẫn nằm dưới sự bảo hộ của đế chế Anh, giống như Việt Nam cũng nằm dưới sự bảo hộ của đế chế Pháp từ năm 1887 đến năm 1954. Kể từ năm 1917 tới năm 1947, đế quốc Anh đã hỗ trợ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái chiếm thêm đất đai, thậm chí còn hỗ trợ quân sự để họ hình thành quân đội riêng. Với sức mạnh quân sự, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái có thể cùng quân đội Anh dập tắt làn sóng phản kháng của người dân địa phương, giết chết những lãnh đạo chính trị người Palestine. Nhờ đó, họ có thể tiếp tục mua đất và tái định cư cho khoảng 500.000 người Do Thái nữa, mặc cho sự chống đối kịch liệt của người dân bản địa. Lúc bấy giờ, mặc cho dân số tăng nhanh, những người Do Thái mới di cư vẫn chưa có một quốc gia hợp pháp với một cơ quan chính trị riêng. Nhưng mọi thứ dần thay đổi theo chiều hướng có lợi cho người Do Thái vào năm 1948. Nakba, cuộc thảm khốc năm 1948. Trước sự di cư dồn dập của người Do Thái, người dân Palestine bản địa đã phản kháng vô cùng dữ dội, với đỉnh điểm là các vụ bạo lực diễn ra giữa hai bên. Trước tình hình này, Đế quốc Anh đã bàn giao lại vấn đề của Palestine cho Liên Hợp Quốc. Vào năm 1947, Liên Hợp Quốc đề xuất giải pháp là làm thành vách ngăn, chia Palestine thành hai phần riêng biệt, 55% thuộc về người Do Thái và 45% cho người Palestine, mặc dù số người dân Palestine nhiều hơn gấp đôi người Do Thái. Trường hợp này có đôi nét tương đồng với khi Việt Nam bị chia đôi vào năm 1954 bởi những thế lực ngoại bang mà không có sự đồng ý của chính người Việt. Người Palestine và các nước Ả Rập lân cận đồng loạt phản đối giải pháp này. Ngược lại, những nhà lãnh đạo Do Thái vui mừng chấp nhận quyết định của Liên Hiệp Quốc và họ cũng đồng thời thấy được cơ hội để chiếm đoạt thêm nhiều đất đai hơn nữa. Biết rằng sau khi Anh rời đi, phe Do Thái sẽ có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất khu vực. Chính phủ Israel đã mạnh dạn tiến hành chính sách tàn sát và trục xuất người Palestine thông qua một loạt những cuộc công kích vào dân thường. Loạt sự kiện này được người Palestine gọi là Nakba, tức cuộc thảm khốc. Trước ngày Đế quốc Anh rút lui khỏi Palestine, quân đội Do Thái đã thi hành chính sách khủng bố khắp Palestine, triệt tiêu khoảng 500 ngôi làng, chiếm lấy 10 thành phố, giết khoảng 15.000 người dân Palestine
và trục xuất khoảng 725.000 người khỏi nhà của họ đến những trại tị nạn ở Gaza, West Bank và những nước lân cận. Song song với những cuộc thảm sát này, David Ben-Gurion, thủ tướng Israel lúc bấy giờ, đã tuyên bố sự hình thành của quốc gia Israel. Theo đó, Israel cũng đã chiếm lấy 78% diện tích Palestine, thay vì là 55% như được phân vùng bởi Liên Hợp Quốc. Sự kiện này đã khởi xướng cho cuộc chiến tranh giữa các nước Ả Rập như Ai Cập, Iraq, Syria, Jordan, Liban, Ả Rập Xê Út và Yemen, với Israel vào năm 1948 để giành lại độc lập cho người Palestine. Với lực lượng quân đội hùng mạnh, Israel đã thắng cuộc. Điều này đồng nghĩa với việc 725.000 người dân Palestine đang tạm trú ở các trại tị nạn Gaza, West Bank và những nước lân cận không thể quay trở về nhà của mình. Đối với người Palestine, sự kiện thảm khốc vào năm 1948 vẫn chưa kết thúc vì chính sách thuộc địa hóa đất đai vẫn đang tiếp tục diễn ra và Israel hiện đã chính thức chiếm hữu khoảng 85% Palestine. Giờ đây, khoảng 3 triệu người Palestine tị nạn ở West Bank bị khống chế không thể di dời bởi luật quân sự. Còn khoảng 2 triệu người ở Gaza thì gần như bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Như chúng ta thấy, sự hình thành chính thức của quốc gia Israel đi đôi với sự tàn sát, trục xuất và diệt chủng của người Palestine. Đây là lý do vì sao Israel thường được gọi là một chế độ phân biệt chủng tộc, apartheid. Nền tảng sáng lập của Israel đã là một hệ thống chính sách phân biệt chủng tộc nhằm tước đi quyền của người Palestine, bao gồm quyền tiếp đất, quyền trở về nhà, quyền di cư, v.v. nhằm cô lập họ ra những khu riêng biệt để củng cố quyền của người Israel. Đây là một biểu hiện của chủ nghĩa thực dân, colonialism. Điểm khác biệt giữa Israel và châu Âu là thay vì bóc lột người bản địa, quốc gia này tìm cách để trục xuất họ đi nhằm chiếm hữu đất đai cho riêng mình. Sự kiện Nakba không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà là một phần hệ lụy của chủ nghĩa đế quốc, imperialism và chủ nghĩa thực dân, colonialism, vẫn đang được tiếp diễn. Đỉnh điểm của chế độ này là sự diệt vong hoàn toàn của người dân Palestine. Bởi lẽ, đối với chính phủ Israel, không thể có chuyện hai bên có thể sống hòa hợp với nhau. Với bối cảnh lịch sử trên, ta có thể thấy rằng sự đáp trả của Israel không đơn thuần là tự vệ hay là trả đũa, mà là sự tăng tốc có chiến lược trong chiến dịch diệt chủng người Palestine vốn đã kéo dài 75 năm nay. Đây không phải đơn thuần là một cuộc chiến tranh vì sức mạnh của hai bên không đối xứng. Đây là một chiến dịch diệt chủng. Israel đang dùng Hamas như một cái cớ để thúc đẩy điều này diễn ra. Nếu không tỉnh táo, ta đang gián tiếp cho Israel cái cớ để đường đường chính chính triệt tiêu người dân Palestine. Đúng hơn, nếu không tỉnh táo, ta đang bình thường hóa sự diệt chủng của người Palestine. Và tương tự, khi đặt hành động bạo lực của Hamas vào bối cảnh trên, ta có thể mạnh dạn gọi tên nó là một cuộc phản công, một cuộc khởi nghĩa trong quá trình phi thực dân hóa của một nhóm người đã bị đàn áp, khủng bố và triệt tiêu suốt 75 năm. Dĩ nhiên, quá trình phi thực dân hóa cũng có những chiến thuật bất bạo động, mà điển hình là BDS, tức Boycott, Divestment and Sanctions, là một phong trào khuyến khích sự tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt về mặt kinh tế đối với Israel. Mục đích của phong trào này là để tạo áp lực cho Israel rút lui khỏi lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời thúc đẩy quyền cho người tị nạn Palestine được trở về nhà của mình. Nhưng Israel luôn tìm cách đàn áp phong trào này, khiến bạo động dường như trở thành con đường duy nhất. Nhưng ta nên hiểu rằng, dù có bạo động cỡ nào, cũng không thể so sánh với loại bạo lực có hệ thống của chế độ thực dân. Gaza có liên hệ gì tới Việt Nam? Chính sách thực dân bạo hành của Israel không khác gì những gì Hoa Kỳ đã làm với Việt Nam và những nước lân cận năm xưa. Trong cuộc chiến ở Việt Nam, đất nước ta cũng bị chia làm hai. Hoa Kỳ sử dụng miền Nam Việt Nam để khống chế sức ảnh hưởng của Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản ở khu vực Đông Nam Á. Hệ lụy là người dân Việt Nam cũng bị trục xuất, bị lưu đày, bị thả bom, bị thả chất độc, v.v. Ông bà ta cũng đã từng bị trải qua nỗi đau oan uổng của người dân Palestine. Thế lực đã tàn phá Việt Nam và giết chết hàng triệu người dân Việt Nam cũng chính là thế lực đang tiếp tay cho nạn diệt chủng của người Palestine. Một trong những lý do khiến Israel có khả năng lộng hành như vậy, ngoài sự hỗ trợ của đế quốc Anh, là nhờ sự góp sức nhiệt tình của chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính khoảng 158 tỷ Mỹ Kim cho Israel, nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Hơn nữa, Hoa Kỳ còn cung cấp cho Israel vũ khí, lực lượng quân sự và hỗ trợ an ninh để đảm bảo đội quân Israel là lực lượng hùng mạnh nhất khu vực Trung Đông. Về mặt chính trị, Hoa Kỳ luôn bảo vệ Israel trước sự phản đối của dư luận quốc tế.
Điển hình mới nhất là khi Liên Hiệp Quốc đưa ra nghị quyết tạm dừng cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Để đưa viện trợ đến được với người dân nơi đây, thì Mỹ đã phủ quyết. Lý do đưa ra là nghị quyết này chưa đủ nhấn mạnh về quyền tự vệ của Israel. Một nguyên nhân khác khiến Hoa Kỳ ủng hộ Israel là vì họ cần Israel giữ vị trí như một thế lực quân sự để duy trì ổn định ở Trung Đông, đồng thời dập tắt những tình trạng bất ổn có thể đe dọa đến quyền tiếp cận các nguồn dầu mỏ tại đây. Bên cạnh đó, Israel cũng tạo nên sự đối kháng với sức ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Chính sách đế quốc của Hoa Kỳ và chính sách thực dân của Israel tương trợ lẫn nhau. Vậy, ta có thể làm được gì? Có hai việc ta có thể làm tùy vào tầm nhận thức của ta về vấn đề. Một là lên tiếng về hành động của Israel đang diễn ra ở dải Gaza. Hãy chia sẻ về những gì đang xảy ra với người Palestine trên mạng xã hội, vì truyền thông phương Tây đang bị thao túng bởi lợi ích của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phục quốc Do Thái để bao che và biện minh cho chiến dịch diệt chủng tại đây. Nên việc chia sẻ về hệ lụy không đối xứng mà người Palestine phải chịu là rất quan trọng. Thông tin trên mạng xã hội là một trong những cách duy nhất để nâng cao nhận thức cộng đồng về những gì đang thực sự diễn ra tại thời điểm hiện tại. Kinh nghiệm cho thấy chỉ có sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế mới có thể đủ sức ép để Israel tạm ngừng công kích. Thứ hai, ta có thể hỗ trợ cho người dân của cả hai phe đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến bằng cách quyên góp cho các tổ chức đang cung cấp viện trợ cho các nạn nhân ở dải Gaza như thông tin sau đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những luận điểm mà tác giả đưa ra? Liệu các nỗ lực quốc tế có thể ngăn chặn xung đột giữa Israel và Palestine đang leo thang hay không? Hay có những khía cạnh nào trong cuộc chiến này mà bạn muốn thảo luận thêm cùng chúng mình hay không? Chia sẻ cho Spyroom biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.